Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An với Hà Nội vào 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2021, chỉ còn cách nhóm top 6 đúng một điểm duy nhất. Hà Nội FC sẽ rất cần một chiến thắng để có thể trở lại nhóm Championship. Cơ hội sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên Park Jong-hoon, khi đối thủ của họ tới đây chỉ là đội bóng cuối bảng Sông Lam Nghệ An. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sông Lam Nghệ An đang trải qua mùa giải sóng gió. Đầu mùa, họ liên tục khủng hoảng vị trí trung vệ bởi lý do thẻ phạt và chấn thương. Giữa giai đoạn 1, họ lao đao vì phụ thuộc quá nhiều vào Phan Văn Đức mà không tìm được một phương án khả dĩ hơn. Cuối giai đoạn 1, đội bóng xứ Nghệ lại thay đổi thượng tầng với việc chủ tịch câu lạc bộ xin từ chức cộng thêm huấn luyện viên trưởng có sự điều chỉnh. Tướng trẻ Nguyễn Huy Hoàng chưa thể kịp bắt nhịp ngay với sức ép của V-League. Cũng vì thế mà để tìm kiếm mục tiêu giành điểm ở những trận đầu tiên mà mình dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp với Huy Hoàng lúc này là rất khó, thậm chí là không thể. Sông Lam Nghệ An ngày càng xa lầy ở vị trí cuối bảng V-League, đó thật sự là điều nguy hiểm, bởi nó cũng có nghĩa rằng, ngày mà đội bóng xứ Nghệ, biểu tượng chưa bao giờ xuống hạng ở giải vô địch quốc gia nói chung và V-League nói riêng có thể sẽ phải rớt hạng ở mùa giải năm nay, đội bóng thủ đô cần ít nhất không thua Sông Lam Nghệ An mới có thể nghĩ đến hy vọng vào top 6. Thực sự rằng, kịch bản hòa cũng khiến cho Hà Nội FC tự đóng cánh cửa vào nhóm 6 đội đầu bảng chung cuộc của giai đoạn 1. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Jong-hoon cần giành chiến thắng. Đó là điều kiện cần trước khi họ chờ điều kiện đủ là ít nhất một trong 4 đội xếp trên mình gồm Quảng Ninh gặp Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định gặp Đà Nẵng, Thanh Hóa gặp Sài Gòn FC, Bình Dương gặp Thành phố Hồ Chí Minh thất bại để chiếm lấy vị trí của chính đội bóng đó. Bên cạnh đấy, đây cũng là dịp để 9 cầu thủ trong danh sách Hà Nội FC có thể khẳng định năng lực của mình. Soi kèo tài xỉu. Cả Sông Lam Nghệ An và Hà Nội đều có thành tích ghi bàn rất tệ mùa này. Hà Nội chỉ ghi bàn ở các trận thắng của mình, còn Nghệ An cũng tệ tương tự khi chỉ có 2 bàn trong 6 trận gần nhất. Chính vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu này không có nhiều bàn thắng được ghi, nên người chơi nên chọn kèo xỉu thì sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn. Chọn xỉu.